xin chào mọi người. Hôm nay lại đến với cái chuyên mục làm đẹp của em ngày hôm nay. Lại là em xịt khóng, mùa này là em giới thiệu xịt khóng đường luôn. Bởi vì mùa này cái nhu cầu xịt khóng rất là cao. Cũng như là da của chúng ta rất là dễ bị mất nước nè, làm cho da của chúng ta bị khô rát hoặc là hay bị kích ứng trong cái mùa này nhiều lắm. Nên hàng của em về để phục vụ cái nhu cầu làm đẹp của chị em, cũng như là sẽ hỗ trợ làm sao để da của mình càng ngày càng tươi tắn nhất và khỏe nhất có thể. Đây là một cái dòng sản phẩm xịt khoáng giúp dưỡng ẩm, cấp ẩm và làm dịu da với dung tích là 150ml của Evoluder nha mọi người, Evoluder nè. Với một lượng nước khoáng tinh khiết thiên nhiên sẽ giúp bạn luôn được dưỡng ẩm mịn màng, đặc biệt hơn nữa là sẽ giúp cái lớp trang điểm của mình lâu phai. Bạn có thể yên tâm cho da mình sẽ không bị khô nữa vì đã có xịt khoáng Evoluder thích hợp cho làn da. Đã có xịt khoáng này rồi nha mọi người. Nước khoáng tinh khiết giàu nguyên tố vi lượng nitrogena, tuyệt đối an toàn cho mọi làn da, thích hợp cho làn da nhạy cảm. Dòng sản phẩm này á, khi mà mình sử dụng mình sẽ lắc nhẹ như thế này nè, xịt lên da mặt. Khi mà mấy chị trang điểm make up xong chỗ xịt lên, cảm giác cái da của mình nó đẻ lắm, nó sảng khoái lắm và cái lớp trang điểm của mình nó lâu trôi. Cái da này nó sẽ điều trị đi những cái làn da ẩn đỏ nè, hỗ trợ giúp cho da của mình ấy được mềm mại hơn, mịn hơn, cung cấp nước và giảm đi những cái kích ứng. Sau khi rửa mặt mọi người xịt lên một lớp và xịt khoáng nữa, chỗ cũng mê lắm, cảm giác sảng khoái lắm nha mọi người. Sau khi mà mọi người tẩy lông cảm giác ngứa trong chiếc hoặc là cảm giác nó đông rát thì mọi người cũng nên xịt khoáng lên nha. Hoặc là những cái bé bị hăng tả thì cũng có được có thể sử dụng cái em này xịt khoáng lên, nó mát, nó dịu lắm. Và những chị em đang bị ngứa cũng xịt cái này lên, hoặc là chơi thể thao nè, hoặc là thời tiết nóng bức có thể xịt lên, đi du lịch ra ngoài nắng để bảo vệ da, xịt lên một phát đảm bảo da đẹp tới già luôn đó. Mỗi ngày là chỉ cần xịt lên mỗi lúc mọi nơi. Và đặc biệt dòng sản phẩm này là hàng của Pháp, rất là tốt, rất là cần thiết cho da của mình. Thì chị em nào muốn mua xịt khoáng Evoluder nha mọi người, Evoluder đây, thì nhanh tay liên hệ cho em nha. Đây là dòng sản phẩm chính hãng chính ngạch, và có thể là liên hệ sớm để được đặt hàng, bởi vì cái dòng này cũng hay cháy hàng lắm đó nha. Cảm ơn mọi người đã đón xem video bên em, và hãy mua xịt khoáng để về bảo vệ làn da của mình trong thời tiết như thế này, để đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình của mình, không chỉ kể cả là nam giới mà phụ nữ, nam giới và già trẻ đều có thể sử dụng được, tiện lợi lắm không mọi người. Một cây như thế này cả gia đình xài, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ làn da, rồi giảm đi những cái triệu chứng về cái làn da của mình, tuyệt vời đúng mọi người. Nhanh tay liên hệ sớm cho bên em qua số điện thoại là 0933 766 739, hoặc là 0355 838 057, hoặc là 077 3339 279 nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, bye bye.